là nó vui vẻ, với cả là nó hay nói rồi hay trêu rồi đó. Xong rồi bình thường em vẫn hay trêu nó cũng hay trêu em, nhưng mà giờ nó về rồi ai trêu nữa giờ. Thế là khóc à? Đâu thế mắt đỏ. Xin chào cả nhà đến với kênh Vợ Chồng Thầy Giáo Chi Hon nha. Hôm nay thì là Nhung làm ít lẩu. Hôm nay lý do đó là Tuấn Anh đã quyết định là nghỉ việc ở công ty và về nhà lập nghiệp cả nhà. Và từ những video sau thì cả nhà có thể là ít, có thể rất hiếm khi để gặp được Tuấn Anh, tại vì là chuyển về quê luôn rồi. Thỉnh thoảng nó mới lên thôi. Và cái quyết định của em ấy thì là cũng vừa báo vào trong công ty chắc là tầm tuần 2 tuần đấy. Để em ấy về quê lập nghiệp, về hy vọng vòng một thời gian nữa thì mình sẽ quay để cập nhật cho tình hình của Tuấn Anh cho cả nhà nhé. Và tối nay là mời mấy anh em xung quanh, với lại là mai là bố mẹ Tuấn Anh lên chuyển đồ giúp Tuấn Anh về quê luôn. Nhà Tuấn Anh cách đây có 30 cây ở Phú Xuyên đây. Bình thường nhà có 5 người mà Tuấn Anh là kiểu như là một, nó rất là hay nói và rất hay kêu mọi người trong nhà, nhưng mà bây giờ nó về rồi thì cũng buồn lắm cả nhà, cũng buồn thật. Nhưng mà Hùng My vẫn để dành cái phòng đó cho sau này chú anh có lên Hà Nội thì vẫn để cái phòng đó cho nó. Nó cũng lên khi nào cũng được. Tuấn Anh có thời gian thử thách đấy. Mời cả nhà dùng bữa tối với nhà Hùng nha. Nay đặt lẩu riêu cua bắp bò, với lại mình mua một số đồ ở ngoài nữa về cho vào. Đã đưa ra những cái quyết định lớn ấy là phải cân nhắc, bởi vì tính cách của mình nó như vậy. Tính cách của em là cái gọi là cái tư duy lý trí của em số 5 ấy, là họ là thích mạo hiểm này, thích tự do này, thích được phiêu lưu một tí này, và họ là cái người rất là linh hoạt. Mà khi mà linh hoạt quá thì nhiều, đúng không? Linh hoạt quá thành ra đôi khi nó dễ dãi thì mình cũng sẽ đưa ra những cái quyết định vội vàng, được chưa? Cho nên lời khuyên duy nhất của em là khi em đưa ra một cái lựa chọn gì ạ, nó mang cái tính còn là quan trọng trong cuộc đời thì em phải cân nhắc. Còn bình thường mày cứ dễ dãi đi, nó vui, hiểu không? Chỉ khi nào mà đưa ra những cái lựa chọn quan trọng, những cái bước ngoặt cuộc đời thì phải cân nhắc, thế nó mới đỡ rủi ro. Thế thằng em sau khi nghe chị Vân phân tích rồi là lời khuyên thì thấy như nào? Đấy cũng đúng nha, cũng đúng kiểu tính cách của em. Thì quyết định nghỉ việc về quê lập nghiệp trong vòng lâu không? Lập nghiệp rồi thì chả. Không, ý là đang bảo là cái quyết định mà xin nghỉ việc ở công ty để về nhà làm ấy, thì là mình suy nghĩ trong bao lâu thì đưa ra quyết định nhé. Em suy nghĩ trong vòng khoảng 2 tháng rồi, gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng rồi. Em đã tưởng tượng được là em sẽ làm cái gì trong tương lai. Đang từ trước bắt đầu. Xong rồi giả sử mà nó không được kiểu như những cái gì mà mình kỳ vọng thì em có một cái option gì khác không? Phương án gì không? Em thì hiện tại cũng chưa có phương án gì tiếp theo. Đến đâu tính đến đó, đúng không? Đến đâu tính đến đấy. Thấy chưa? Thấy số 5 chưa? Tức là mình sẽ theo kiểu linh hoạt ấy, đến đâu tính đến đó ấy. Cho nên mình sẽ rất là dễ giống kiểu thôi kệ nó, cứ làm đi đã, từ từ tính. Nên là khi mà mình đưa ra những cái quyết định quan trọng mà nó ảnh hưởng ấy, thì em phải ngồi em làm một cái plan, một cái gọi là một cái rất là rõ ràng về những cái đường hướng của mình. Mình nghỉ việc nghĩa là gì? Nghĩa là mình ảnh hưởng đến thu nhập, cắt cái nguồn sống rồi. Em có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Em còn bao nhiêu tiền tiết kiệm? Nó đủ cho em sống trong bao lâu, đúng không? Và trong cái khoảng thời gian ví dụ như 6 tháng 1 năm em sẽ làm gì? Và giả sử trong 6 tháng 1 năm đó em chưa tạo ra được thu nhập, thì cái số tiền mà em tiết kiệm được ấy, nó có đủ cho em trang trải để sống hay không? Rồi nếu như em cần đầu tư hay làm cái gì đó, em có vốn chưa? Ai sẽ là cái người đồng hành hỗ trợ cho em? Đó là tất cả những cái câu hỏi em phải tự đặt ra cho mình. Khi nào mà em trả lời được những cái câu hỏi đó một cách rất mượt mà, đấy có thể là cái lựa chọn của em, cái quyết định của em ấy, nó sẽ ít rủi ro hơn. Đó, hiểu ý không? Đó.
Đấy, này quên lẩu rồi. Này Tuấn Anh mời cả nhà lẩu để ngày mai là sẽ về quê để lập nghiệp cả nhà. Thì là mọi người ai cũng khuyên rằng là sẽ bảo là thôi vợ chồng Hùng My cho Tuấn Anh một tháng để phòng đấy, một tháng không làm gì cả, để lỡ nó về quê một tháng nó chán quá nó lên ở lại. Thì vẫn để đó mà, khi nào nó muốn lên thì trả được. À thế thì hỏi xem cái bạn làm cùng công ty thế như nào, thấy Tuấn Anh về quê thì thấy như nào? Hơi buồn anh ạ, bình thường nó nhây nữa, nó trêu quen rồi, bây giờ không được, không có nó trêu ạ. Vâng, hơi buồn. Xong hết rồi cả nhà này. Rồi về bây giờ nói như nào? Kìa Tư Bùi bảo nói cái gì, Tư Bùi nói đi kìa. Giờ chỉ biết là bảo mọi người ở lại làm việc, à đâu, làm ở lại làm việc cho tốt thôi chứ giờ sao biết nói gì. Thế bao giờ lên lại? Em à, chắc tuần sau. Lên chơi. Thế bạn bạn bản thân đi làm thế nhỉ? Hơi buồn anh ạ. Không có người chơi làm, không có người chuyện. Không có người chuyện. Ôi cả nhà ơi, bây giờ lấy đồ cho Tuấn Anh xuống cái nhà. Buồn lắm, buồn lắm. À rồi rồi. Chiều nay nó thấy bố mẹ Tuấn Anh ở lại ăn cơm mà bố mẹ về luôn. Sao em xếp cơ? Đây anh cầm đi. Em cầm cơ đi. Cầm cái cơ. Giày chưa? Chưa lấy giày. Giày á? Giày ở nhà thôi. Có mấy đôi kéo ra lên đây sao? Giày bọn giày là bóng mẹ, giày gì luôn. Hôm nào à, không lên lấy thanh lý luôn. Tươi Bùi còn đi chân đất tiến bạn. Đưa bạn xuống xe. Tại nó lên không? Rồi kệ đi rồi anh. Rồi kệ cứ đi đường đấy luôn đi. Nào đưa ra xe. Bố mẹ Tuấn Anh lên đi với xe chuyển đồ giúp Tuấn Anh vậy. Cho cái hộp xuống dưới để cho anh cho cái vali này. Em cứu cứu xe xem. Nó có những cái đồ gì nhỏ cho lên đã. Cái tay máy tính. Đấy hai nha bà đấy. Được rồi. Bye bye nhá. Thôi em lo phải rồi. Tháo cái bấm cái cửa kính xuống. Nó về rồi không hả cô? Ờ anh cầm chìa khóa xe chưa? À này. Đi này vòng ra được. Đi này vòng ra phát phòng ra luôn. Có thể theo anh đi về cái đường gom cho nó dễ. Theo đằng sau anh à. Có em yêu ở Hà Nội này em nhớ cửa. À thế thì. Đây.
con cháu được đâu, cái này bye bye hẹn gặp lại. Bye. Lần sau nhá. Ok nhá. Về làm anh thành công nha. Ok nhá. Làm ông chủ nha, làm ông chủ rồi lên lại nha. Thôi. Thôi à, chào. Vâng, em chào anh, em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, anh chào anh nha. Vâng, anh đi nha. Ừ, anh làm gì lạc? Hà Nội bao nhiêu lạc? Ơ, em chào anh nha. Vâng, anh chào anh. Tuấn Anh về là thấy cảm giác sao? Buồn lắm. Sao buồn như nào? Tại vì bình thường á là trong nhà là có 5 người. Nhưng mà Tuấn Anh là nó vui vẻ, với cả là nó hay nói rồi hay trêu rồi đó. Xong rồi bình thường em vẫn hay trêu nó cũng hay trêu em. Nhưng mà giờ nó về rồi ai trêu nữa giờ. Với lại kiểu cứ nói đùa thì mày về rồi thì tao sẽ chi tiết làm sao, cách gì, trả bằng cách gì. Tại vì nói đùa chứ ở với nhau cũng hơn 2 năm rồi ấy. Thì mi kiểu ví dụ phụ nấu ăn rồi mình giả đồ hay la nó rồi vậy á, vui bây giờ nó đi về rồi. Thế là khóc à? Đâu em mắt đỏ. Em mắt đỏ. Mắt đỏ nè. Thế bạn chưa đất là như nào giờ, cảm giác như nào, cảm giác trong người như nào? Quên. Không có ai chửi ngáo nữa. À thế á? Không ai chửi đi làm. Để anh chửi ngáo cho. Không ai đưa đi làm cùng nhau nha. Và bây giờ kết thúc video ở đây cả nhà nha. Hy vọng là Tuấn Anh về làm tốt.